cái bánh Napoleon 190 rúp là chưa đến đâu, không phải chưa đến đâu mà là rơi khoảng tầm 3 đô gì đấy. Nhưng mà nó to lắm các bạn ạ. To kinh khủng rồi hết. To kinh khủng rồi hết. Tên là Jana Nguyễn, hiện tại mình đang sinh sống tại Nga, ở tại thủ đô Moscow. Mình đã sinh sống ở đây được 10 năm rồi. Mình bắt đầu từ cái việc mà mình đã sang đây học như thế nào và đến bây giờ là mình đang đi làm ở tại thành phố này. Và mình nghĩ là trong tương lai mình còn ở đây nhiều hơn nữa, mình sẽ vẫn còn có những trải nghiệm ở đây nữa. Nhưng mà bây giờ mình mới tận hưởng được cuộc sống tự lập một cách rõ ràng nhất, nên là mình rất là muốn được chia sẻ với các bạn những cái trải nghiệm của mình trong cuộc sống, những nơi mình sẽ tới và những điều hay ho mà mình rất là trân quý tại thành phố này, để giúp đóng góp cho các bạn thêm một cái trải nghiệm, để các bạn có thêm một nguồn tham khảo vì cách sống ở đây nữa. Đây là Desputika các bạn. Ở trong cửa hàng này họ ký gửi rất là nhiều đồ, những cái đồ mà nhỏ nhặt, từ nhỏ nhất cho đến từ mỹ phẩm, máy ảnh, đến những cái to hơn như là quyển sách mà dùng để triển lãm, trưng bày. Nói chung nó là một cửa hàng rất là tiện lợi. Nó giống như là một cái chợ sinh viên của Việt Nam mình ý. Nhưng mà ở đây nó rất là đắt. Nếu mà mình xem với cả cái giá mà người ta trưng bày ở đây thì nó rất là đắt. Thế nhưng mà khi mà mình sẽ chịu khó tìm một chút ý, thì mình sẽ mua được một món đồ rất là giá cả rất hợp lý. Dù như là tí nữa mình sẽ chỉ các bạn cái tip để mà làm sao để mua đồ sau này theo đúng cái giá của thị trường ấy. Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái article ở đây trước lại nhá. Thì tí nữa về thì mình sẽ kể cho các bạn là mua như thế nào, nó sẽ hợp lý và rẻ hơn. Và ở đây đặc biệt là nó còn có những thứ mà rất là ít ở đây. Ở Việt Nam thì nhiều nhưng ở đây rất là ít. Đấy là sách anime, rồi là những sách mà những cái đồ mà nhặt nhặt nó nhỏ nhỏ mà rất là đáng yêu sau khi các thứ ấy, thì ở đây hội tụ rất là đầy đủ. Thậm chí còn có cả những đồ ăn hot hit các thứ nữa. Ở bên này rất là ở đây rất là đầy đủ các bạn đấy. Mình rất là thích cửa hàng này, mỗi khi đến đây tìm tòi mình có thể mất cả ngày ở trong này ấy. Đến đây chỉ cần có thời gian thôi, thế nên là tìm nhá. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái tip để mà mua đồ ở trong này, làm sao mà mình lựa đồ cho nó rẻ ấy. Khi mà các bạn vào trong này, các bạn chọn đồ xong rồi ấy, thì giờ chúng ta sẽ ngồi check lại những cái code. Những cái code này của họ này, những cái article này của họ, thì mình sẽ tìm ở trên cái trang trên mạng của họ. Đây là một quyển sổ. Thực ra là hôm nay mình là fan của những cái quyển sổ như thế này. Mình rất hay vào đây xem sổ, xem vở, bởi vì nó được update rất là thường xuyên. Thế nên là khi mà có ý tưởng là mua sách, mua vở hay mua bút gì, mình rất là hay vào đây. Mặc dù ngày trước lúc mà mình chưa biết mua đồ đấy, mình chỉ thích nó thôi và mình không dám mua. Bây giờ ấy, mình đã biết cách để làm sao mình có thể mua được nó với giá mà như các cửa hàng sách bình thường rồi. Bây giờ mình thử xem nhé, quyển sổ này có giá 750. Nó là quyển sổ mà có thể thay được rất là nhiều lần giấy. Đây, và nó rất là tiện. Mình thử xem cái quyển sổ này xem nó sẽ có giá là bao nhiêu. Quyển sổ này nó có giá là 354 rúp các bạn. Đây. Và ở ngoài của nó ấy, thì giá của nó khi mà trưng bày tại cửa hàng như thế này ấy, giá trưng bày thì là 750 rúp. Lúc mà Lavi họ bắt đầu làm việc với hợp tác với cả Desputika thì mình mới được chỉ cái mẹo này. Mình thấy không phải bạn nào cũng biết cái mẹo này cả, mà cửa hàng này thì ai cũng biết, rất là phổ thông, rất là tiện và rất là nhiều mặt hàng.
các bạn. Cuối cùng sau khi đi tất cả các cửa hàng rồi thì mình chỉ thích mỗi một cái mình cần cái thứ này, đó là cái rêu tóc. Nó có trị giá ở đây là 340 rúp, cái giá trưng bày của nó, và khi mà mình tìm trên site của nó thì nó chỉ có 190 rúp thôi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác này nhá. Đầu tiên là chúng ta cho nó vào trong giỏ hàng, và mình đã có đơn. Sau khi làm tất cả các thủ tục thì mình đã có cái số đơn của mình là số 551796, và bây giờ mình chỉ việc đi ra thẳng ngoài casa và đọc cái số mã hàng của mình đến thôi, và mình sẽ lấy đơn vào hàng của mình. Bây giờ mình với các bạn sẽ đi ăn.